Anh em ơi, nay sinh nhật đứa con gái, gà ăn riết à. Nay để con gái ăn gà, con gái lại la. Con gái đòi ăn con tôm gì đó, mà ra em kêu tôm sú đồ á, thấy rẻ rẻ. Con gái đòi ăn cái tôm Alaska gì á, mà người ta nói nó ngọt rẻ hơn. Con lại đòi ăn sống đó chứ không phải. Đời cha ăn mặn rồi, đời con cho nó ăn đồ nó tươi tươi xíu. Em mua con này cũng hết tiếng đồng hồ, nó cũng muốn ngọt rồi, nhưng mà nó vẫn còn sống nha anh em. Với lại biết sao, nếu quý style theo style của người ta là chế biến cái kiểu là đầu đuôi đồ nấu cháo rồi nướng tỏi mình rồi các kiểu, hay là người ta chế biến sẵn sẽ ngon. Mà thôi, em là được cái phàm phu tục tử, giờ em hút một phát một, người ta kêu hấp coca gì cho nó ngọt á, em chơi cái em luộc luôn, em luộc nước dừa chứ không hấp luôn anh em, luộc nước dừa luôn. Mà anh em coi nè, em luộc theo cái style là không theo ai, em không có tạo chen tạo gì đâu, em trên một cái bếp tự nhiên, tự chế cái bếp luôn, rồi lấy mấy cái bìa gỗ á dụng sẵn á, lấy cái bếp nấu luộc con tôm cho anh em coi. Anh em thể nào cũng hỏi có gà không? Có gà nha anh em. Con em á thì ăn cái này, xong em lấy nước luộc tôm với nước dừa nè, em luộc con gà này luôn. Bây giờ công đoạn em luộc con tôm cho anh em coi, mời anh em đi theo em. Nước dừa nè, mình luộc bằng xẻng bằng đồ không anh em, thấy không? Cái sợi tay này nó lạ đời lắm, mà nó nóng anh em, nó nóng dã man luôn anh em ơi. Lửa lớn. Wow. Người ta nói luộc nước kia cho ngọt, em cứ nước dừa em mần à, khỏi cần gia vị cái gì hết. Đầu bếp mạnh ba tuổi nó lạ lắm, không có qua trường lớp. Giờ giác con nó qua bỏ vô này anh em. Xong con này mới tới con gà nha, xong con này mới tới con gà nha anh em. Vô luôn, vô luôn. Trời ơi, công đoạn này anh em đừng coi, để em tua nhanh cho anh em coi cái này, cảm thấy nó đau khổ con tôm quá, tội nó. Bạn ơi, bạn đi rồi để con mình ăn rồi đầu thai kiếp sau nha bạn. Con tôm mà đứa con đòi ăn nè, em là em ăn gà, chuẩn bị em thả nồi gà vô trong nước dừa này nha. Nói chung nhìn nhìn vậy chứ ba hải sản này không có ngon, tôm là không có ngon bằng gà, gà mới ngon.